Hi, xin chào cả nhà, lại là em Mimi, Journal Certified Master của công ty mình cho bộ môn nối mi, phun xăm và facial. Thì cũng như hẹn lại lên, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người một cái kỹ thuật á, giống như không quá là mới nhưng là đang là một cái hot trend rất là thịnh hành. Thì cái mi này á, mình sẽ gọi là mi wispy ha cả nhà. Thì á, hôm trước em có chỉ mọi người cái cách làm mi ướt wet lash mà bằng giống như mi spy tạo sẵn. Thì hôm nay á, dành cho những anh chị nào là mình phải biết được cái cách để mình làm cái kỹ thuật mi chập sợi nè, thì mình sẽ làm được cái mi wispy ngày hôm nay. Thì bên này á, em đã làm xong một bên rồi. Thì sẵn tiện á, có một vài chị học viên của em á, đang thắc mắc là ồ Mimi ơi, mi wispy á, mình có thể là tạo trụ được hay không? Thì á, em sẵn đây á, ở bên công ty mình cũng có mi flat, nên em sẽ sử dụng mi flat để hướng dẫn cho cả nhà. Thì nếu như á, cho những anh chị nào mà chưa biết mi flat là gì á, thì trên thị trường mi của mình á, nó sẽ có hai loại ha cả nhà. Một á, là mi normal, là mi bình thường. Thì cái chân của nó khi mà các anh chị dùng kính hiển vi á, để mình rọi vào thì mình mới thấy nha. Thì á, là các anh chị sẽ thấy cái mi á, cái chân của nó là chân tròn. Và mi flat á, thì theo đúng như cái tên gọi của nó là cái chân nó sẽ dẹp. Thì cái điểm khác nhau giữa hai cái mi này là cái gì thì một hồi á, mình sẽ discuss, mình sẽ bàn luận với nhau về cái sự khác biệt giữa mi bình thường và mi dẹp, mi hay là tiếng Mỹ mình gọi là mi flat nó như thế nào ha cả nhà. Thì em đã làm xong bên này rồi nè, lát nữa em sẽ làm bên này để cho mọi người coi cái kỹ thuật á, làm mi chập sợi bằng mi flat thì nó có dễ làm hay không nha. Thì khi á, mà các anh chị á, mà hay lấy lớp của em hay nói á, là ồ cái mi flat này á, thường thường á, khi mà các anh chị học wispy em classic chứ, em hay nói là cái mi classic này là cái giống như là foundation, cái nền tảng mà mình phải biết. Nhưng mà thực sự cái này nó không phải là cái mà để mình kiếm tiền. Thì ít nhất các anh chị cũng phải biết được cái kỹ thuật mi chập sợi này để mình làm kiếm tiền nè. Cái này là cái kỹ thuật mà để kiếm income của mình, nó nằm ở đây nha mọi người. Đó. Thì cũng như mọi lần á, dạ hai cả nhà, lâu lắm rồi em mới thấy chị Hoa nè, rồi chị Kim Thanh nha. Hai chị Ngọc Dung Nguyễn. Thì á, em sẽ dán gel pad trước ha. Ok, close your eyes. Thì cái tuần này á, là bắt đầu khách hàng của em á, là họ vòng lại để họ gắn, họ nối mi á. Mà thường thường sẽ là gắn, không có gắn nhiều mi màu nữa mọi người. Tại vì người ta đi học lại rồi người ta đi làm lại á. Thì thường thường á, giống như cô bé ngày hôm nay là chuẩn bị mấy bữa nữa đi học, mà suy học kiểu giống như là mấy cái người mà therapy, vật lý trị liệu đồ này kia thì cũng liên quan tới medical, thì là sẽ không có được đeo mi màu rồi mấy cái kiểu design mà giống như hơi bị quá đó. Thì khách hàng á, họ sẽ thích những cái kiểu giống như đơn giản, giống như là more là cái kiểu style đời thường hơn. Đó. Sau khi mà dán gel pad xong á, là mình sẽ dán băng keo giấy. Và em sử dụng á, cây cây kiếm, không phải cây kiếm mà là cây nhíp. Em hay nói là mấy cái này là mấy cây bảo đao của mình, riết xong rồi kêu cái này là thành cây kiếm luôn. Cây nhíp thẳng nha mọi người. Dạ. Em biết là tới mùa này là bữa giờ mấy anh chị cũng làm nail hả, cũng bận rộn lắm nè. Cũng làm back to school, làm để cho mấy người student với lại teacher người ta đi làm lại. Sau khi mà làm này xong, bước tiếp theo là cái gì? Mọi người nhắc bài em đi nè. Mình ôn bài lại nè. Là mình sẽ bỏ bỏ cái gì lên ta? Bỏ primer. Primer thì sẽ sử dụng là Michael Brush. Đó, em đang trải ra hai cục này là chắc là eyeliner.
này là rửa mi hồi nãy nó mà vẫn còn sót nè, mọi người thấy không? Sót một cục nè, nhìn trên cái đầu á, nó đen đen nè nó. Nên cái bước mà chải primer á, tính ra là cũng rất là quan trọng. Nó sẽ làm cho cái bộ mi của mình nó bền hơn nhiều luôn đó mọi người. Thì hôm nay á, nếu mà cho cái kỹ thuật của mình á, thì em sẽ sử dụng hai cái nhíp này ha mọi người. Là cái cây nhíp này á, là cây nhíp Classic and Volume của mình nè. Bị chói ha, để em quay cái góc nào để cho mọi người thấy cái chữ đó. Dạ. Classic and Volume là cây nhíp ngày hôm nay mà em xài nè. Và cây nhíp này á, là cây nhíp Volume 45 độ. Đó. Thì hai cái đầu nhíp nó là như vậy. Thì á, cái cây này á, là em sẽ sử dụng để tách mi. Còn cây này á, là em sẽ sử dụng để gấp mi. Thì hôm nay mình sẽ chập sợi là hai sợi chập lại với nhau. Và cái độ dày á, của cái mi ngày hôm nay em sử dụng á, là mi độ dày độ cong si và độ dày 0.15. Thì thực sự á, nếu như á, mà các anh chị mua cái mi flat của bên công ty mình á, thì các anh chị sẽ thấy được á, là cái chân nó là nó dẹp, nhưng mà cái đầu của nó thực sự á, là tính ra là nó là hai sợi mi nó đã chập lại với nhau rồi. Nó hơi khác cái mi 0.05 cái loại bình thường ở trên thị trường của mình, nên cái đầu á, mình nhìn nó là kiểu nó cũng hơi flare out ra chút xíu á mọi người. Để em thử zoom lại cho mọi người coi nha. Nè em mở lên nè. Để có cái nền trắng mọi người thấy cho nó dễ. Là cái chân á, là nó sẽ dẹp. Còn cái ngọn á, là nó sẽ hơi xòe nhẹ ở trên cái ngọn của nó. Tại vì nó là hai sợi mi mỏng á, nó chập lại với nhau. Thì ngày hôm nay á, mình sẽ chập một sợi này với một sợi nữa, là hai sợi chập lại với nhau, để em bóc ra cho mọi người coi. Trên cái vỉ mi nè, là mình gấp ra. Mình có thể, thí dụ mình nó bị xoắn lại với nhau á, mình có thể xếp nó lại. Nếu mà nó ra như vậy nè, là cái này là một cái volume 2D rồi nha mọi người. Thì cái này là một cái kiểu khác. Mình phải làm cho nó là giống như chụp đầu, chụm cái đuôi nè, và chụm cái đầu luôn. Nhìn như vậy nè, thì nó mới là một cái USB của mình. Còn nếu mà cái ngọn á, nó xòe ra là cái đó là cái volume nha mọi người. Ok, thì mình sẽ tách như thế nào á để được nè. Mỗi một cái mi như vậy là chỉ được hai sợi thôi nha. Bây giờ thí dụ mà thích ba sợi có được hay không? Được, nhưng mà sẽ hơi dày, tại vì cái này là độ dày 0.15 á mọi người. Nên nếu mà ai muốn chập ba sợi thì em khuyên nên một á, là xuống 0.10 cũng ok, hoặc là thường thường em mà chập ba sợi á, em hay chập bằng 0.07 độ dày để cho cái mi nó nhẹ hơn. Tại vì em là làm mi theo trường phái là kiểu giống như cũng để cho nó bền mi á. Thì khi mà bền mi á, là mình phải customize, là mình phải đo theo cái độ dày mi thật của khách á, thì đeo nó mới nhẹ nha mọi người. Có một số chị học viên của em á, thì khi mà chia sẻ về những cái lớp cũ, những cái lớp trước á, mà các chị đã học, thì các chị hay nói là ồ hồi trước á, là cái lớp mà chị học á, là nó theo, chắc có thể là theo trường trường phái dày á, nên cô giáo hay dạy những cái độ dài rất là dày và dài á, và cũng không có, giống như nếu mà cái chân mi nối của mình á, nó bự hơn mi thật á, thì cũng không sao. Thì thật sự cái này á, là em nghĩ là tùy theo mỗi người thôi, do cái style của mình, rồi giống như cái kiểu mà mình muốn bill khách như thế nào thôi. Còn em á, thì hả, em thấy là nếu mà mình làm theo ý khách mà kiểu nó dày quá hay nó nặng quá đó, sau một thời gian khách nó đứt mi á, thì nó cũng không còn mi để dòng lại cho mình nối á. Nên em hay thích làm theo cái kiểu giống như là natural hoặc là dramatic á, giống như dày nhưng mà vẫn phải đi theo cái size mi thật của khách, thì em thấy là nó tốt hơn là làm mà giống như theo ý của khách, giống như khách muốn sao mình làm vậy á. Tại đôi lúc á, đa số khách á, các anh chị để ý, họ luôn đòi hơn,
rồi giày mà dài, cái gì cũng vậy, nail hay mi lúc nào cũng vậy. Nhưng mà thực sự là họ không có biết đeo, thí dụ mi mi tự nhiên mà mỏng mà yếu á, các anh chị tưởng tượng cũng giống như những cái cô mà cắn móng tay tới cái móng tay nó trụi lủi ở bên dưới á, mà muốn làm một cái bộ thí dụ đắp bột đắp móng cho nó dài dày khỏe đi, đôi lúc nó cũng khó. Mà đôi lúc hả, người ta không có móng mà mình đắp bột lên rồi đeo còn bị phân gệch nữa, nên cái đó là mình dựa theo tình trạng mi thật của khách á mình làm á, thì nó sẽ good hơn. Và cái lớp tiếp theo của mình á là sẽ là ở Houston, thì sẽ là cái the first week of September, mọi người, là cái tuần đầu tiên của tháng 9. Vào lớp thì cũng vào ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư. Lớp mình 3 ngày. Để em coi, em check ngày. Houston, Texas đó là tháng 9 ngày 5, 6, 7. Hình như cái tuần đó phải là Labor Weekend không ta? Hình như là Labor Day luôn á. Giờ thì hả, có nhiều anh chị, có một chị học viên mới nói với em là ồ, Houston nó là giống như là cái Cali thu nhỏ, tại vì ở trên nó có rất là nhiều đồ ăn Việt Nam. Nhưng mà em thấy á, theo cá nhân em thì em thấy giống như là hai hai tiểu bang, hai thành phố, nó có những cái hay khác nhau, mà cái đồ ăn nó cũng khác nhau luôn mọi người. Nhưng mà cái giống là cho dù mấy anh chị lấy lớp Cali hay là lấy lớp Houston thì cái giáo trình lớp của mình nó cũng giống nhau. Thì các anh chị cứ lựa những cái location nào mà nó thuận tiện hoặc là nó gần cho các anh chị nhất á, thì các anh chị đăng ký. Từ bây giờ cho đến cuối năm của mình á, là mình chỉ còn 4 lớp thôi mọi người. Là lớp Cali xong á, là em sẽ vòng trở lại The Loop. Sau đó là em sẽ có lớp ở bên Cali, Santa Ana. Và sau lớp Santa Ana là lớp Tampa, Florida. Và lớp Tampa sẽ là giống như mình vòng trở lại cái trụ sở chính của mình. Và tháng 10 nha mọi người. Để em vẽ map cho mọi người coi, tại hồi nãy là em làm bên kia, em nhớ cái map rồi nên em làm luôn. Thường thường bộ mi này á là cơ bản thôi, thì mình có thể lấy khoảng chừng 120 cho tới 170. Cái này, cái map á, cái số dài nhất mà em sử dụng á là số 15 ở trong khóe này nè. Là nãy em sử dụng số 9 ở đây á, 10, 11, 14. Ở đây á, cái ô này nè là em làm nhảy số mọi người, là em sẽ xen kẽ 12 với 13 luôn. Khi mà một cái của Mi USB á, là các chị các anh chị mình chỉ cần nối ra giống như là cái outline thôi, rồi á, khi mà mình nối ra xong cái outline rồi mình sẽ bắt đầu mình xen kẽ số. Đó là một hồi á, từ cái map đầu tiên mình vẽ mình sẽ bắt đầu mình nhảy số để nó tạo ra cái độ USB cho mình ha. Khi mà chấm keo á, cho mi này mà muốn bền đó mọi người, là mình phải chấm keo 1 phần 3 ở dưới nha. Nắm mi á, mình gấp mi 1 phần 3 ở trên và mình chấm keo 1 phần 3 ở dưới. Thì nó sẽ rất là dễ để mấy anh chị giống như mình thả mi vào á, mà nó không có bị dính lại cái chân. Keo ngày hôm nay em sử dụng, em vẫn sử dụng cái keo K-Glue, cái nắp màu gold á mọi người.
Dạo này là em xài cái Tea Glue đó rất là nhiều, tại vì nó vừa xài được cho mi thường, mi sợi nè. Dạ, để em zoom lại chút xíu để cho mọi người thấy nó rõ hơn nha. Dạ chị Hạnh Lương ơi, bộ mi này á là mình sẽ lấy được giá từ 120 cho tới 170 nha, tùy theo location. Tại vì á, khi á, mà mình nối bằng cái mi dẹp á, cái mi mà cái chân nó dẹp là mi flat đó mọi người, là nó sẽ làm cho cái bộ mi của mình dày hơn rồi. Mà mình còn chập hai sợi nữa thì nó sẽ ra cái bộ mi nó đen hơn là bộ mi classic 11 bình thường rất là nhiều. Mà theo em được biết á, là ở những cái tiểu bang mà lạnh thiệt lạnh ở bên mé phía bắc của Mỹ mình á, khi mà cái ngành mi kiểu giống như là nó chưa có bị bão hòa hoặc là chưa quá nhiều á, thì các anh chị mà làm trên những cái tiểu bang đó là khách họ cũng không có thích những cái set mà lớn quá đó, những cái set mà mình kêu là làm vô nhìn đen thui rồi hoành tráng đó, thì các anh chị cũng có thể làm những cái size đơn giản như vậy thôi, thì giá ở trên những cái vùng đó cũng rất là cao nha. Em có một chị học viên á làm cái set này ở trên đó là lấy cũng 190-200 á. Mà thực sự em thấy nếu mà cho những anh chị mà mới bắt đầu á thì mình làm cái set này dễ hơn là mình làm volume nhiều. Tại vì á, volume nó đòi hỏi là đúng là cái chân nó phải chụm lại với nhau và cái đầu nó phải xòe ra chữ V. Nhưng mà cái khó là lúc đầu mình muốn nó xòe á, nó cứ chụm. Thì nếu mà nó chụm là nó ra cái này nè mọi người, là cái chân nó chụm và cái đầu nó cũng chụm luôn, thì nó ra wispy. Còn á, nếu mà cái chân nó chụm mà cái đầu nó xòe thì nó ra volume. Thì cái đó là cái khác giữa wispy và volume. Hồi nãy em đang bàn tới cái vụ án là mi này nè, mi flat nè, nó khác gì với mi bình thường? Thì cái khác đầu tiên á là cái chân nó khác rồi nè. Một cái á, mi flat là cái chân nó dẹp. Còn mi bình thường á là cái chân nó là chân tròn. Một cái khác nữa là khi mà cái chân dẹp như vậy á mọi người thả lên trên mi á, gắn lên nối mi á, nó dễ dính, nó dễ ăn lên mi thiệt hơn, tại vì nó dẹp á thì cái độ bám của nó sẽ cao hơn là cái mi tròn. Tròn đôi lúc nó sẽ bị trượt. Và một cái hay của cái mi dẹp này nữa là nó dẹp á, nên mình mút keo á nó stay keo nhiều hơn, thì họ giống như là cái keo nó bám hơn á, thì nó làm cho bộ mi của mình nó bền hơn nữa, nên nó có nhiều người á là người ta thích á, làm trụ á, mi trụ bằng cái mi dẹp này lắm. Ngày xưa á, mọi người khi mà cái mi dẹp á là họ cái chân nó dẹp ha, có nghĩa là chân vuông và nó dẹp từ đầu tới đuôi luôn, giống như là một cái thẻ bài vậy đó, nhìn nó rất là thô. Nhưng mà mi dẹp ngày nay á, đặc biệt là mi dẹp của công ty mình á, là nó cải tiến rồi, là cái đầu nó vẫn nhọn nhưng mà cái chỉ là cái chân nó dẹp thôi, là giống như cái chân nó dẹp cái xong nó nhỏ 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 lại từ từ lên tới đầu á là nó nhọn, chứ không phải như cái mi mi flat hồi xưa á. Mi dẹp hồi xưa là nó dẹp và nó đều nhau từ đầu tới chân luôn, nhìn nó rất là thô mọi người. Hồi nãy á, là cái original mat của mình á, thì khi mà các chị gắn tới cái vòng thứ hai á, mấy chị trừ một đi cho em nha, thì có nghĩa 9 á, sẽ thành 8, 10 sẽ thành 9, 11 sẽ thành 10, 15 sẽ thành 14, 14 sẽ thành 13 nha. Tại vì mình đang muốn làm như vậy để tạo ra cái độ wispy á mọi người. Trường hợp á, nếu khi mà các chị làm bộ mi này cho những cái cô khách mà lớn tuổi á, là các chị sẽ thấy á, là nó đôi lúc sẽ có nhiều sợi nó rất là khỏe ha, thì mình có thể chập hai sợi. Nhưng mà nếu mà sợi nào mình thấy là ồ nó dài nhưng mà kiểu nó hơi yếu á, mình có thể mình chỉ gấp ra một sợi thôi,
rồi mình nối kiểu giống như là classic 11 á thì nó vẫn đẹp. Tại vì cái set này nếu mà tính ra là vẫn là một cái set natural nha mọi người. Em sẽ không gọi cái set này là cái set hybrid. Tại vì đối với em á, cho dù là cái Wispy Classic này đó, mình có thể gọi là hybrid. Tại vì nó không phải là 11 nữa. Khi mà người ta nói classic á, là nó chỉ là 11 thôi. Nhưng mà cái này em sẽ gọi nó là giống như Wispy Classic, là mình cải tiến. Tại vì á, nó vẫn là chụm đầu, chụm đuôi, nhưng mà nó dày hơn cái classic bình thường, nên em sẽ gọi cái này là Wispy Classic. Nhưng mà mình cải tiến hơn là thay vì một sợi á, thì mình sẽ chập hai sợi để làm cho cái độ nó đen hơn, nó dày hơn cho cái bộ mi của mình. Thì cái này á, là em hay nói với học viên á, mấy chị anh chị học viên á, là sẽ là một trong những cái kỹ thuật mà đơn giản nhất để mà mình kiếm tiền. Còn cái kỹ thuật đó mà mi 11 đó mọi người, là cái cơ bản mà mình phải biết cho cái bụng bung nối mi, nhưng mà nó không phải là cái để mà mình kiếm income nha. Nên nó về là ráng sao á mà tập cho em á, là tập cái này nè nha. Nếu như mà khách nào mà họ muốn giống như mình phối lên vài sợi mi màu á, thì mình cũng có thể nối. Nhưng mà đa số cái này sẽ hợp cho những ai giống như làm văn phòng, công sở, chỉ muốn giống như đơn giản natural thôi mọi người. Một cái á, mà em thích từ cái kiểu mi này á, là nó rất là bền nha mọi người. Nó classic á, nhưng mà nó rất là bền. Tại vì mình cũng chập hai sợi á, rồi mình cũng chấm keo giống như tới 1 phần 3 là chấm keo cao, nên nó rất là bền luôn. Và nó bền hơn cái Classic 11 rất là nhiều. Tại vì là mình làm bằng mi dẹp á, mi flat, hay là mình gọi bằng tiếng Việt mình nó là mi dẹp. Nếu như mà anh chị nào mà muốn mua cái mi ngày hôm nay mà em đang sử dụng á, thì có thể comment chữ mi ở bên dưới, rồi em sẽ gửi link để cho mọi người mua nha. Thì cái mi ngày hôm nay á, là nó là mi flat độ dày 0.15 nha mọi người. Thì ở bên công ty mình hiện đang có cái hộp mix size luôn, là mix từ 8 cho tới 15, xài rất là tiện. Thì mọi người có thể mua về xài thử để xem á, là khi mà mình sử dụng cái mi này có đúng giống như em nói á, là mình làm mình gắn vào á, nó ăn keo hơn, với lại nó nhanh bám hơn luôn á. Nếu mà cái bộ này á, khi mà mình gắn xong ra, thường thường nó sẽ giúp cho cái bộ mi của mình nó kiểu giống như là có mascara effect á mọi người, là kiểu giống như mình có chải mascara, là mình sẽ không có thấy cái bộ mi nó quá phu theo kiểu mà có volume. Nó đen hơn, nó phu hơn, nhưng mà nó không có bị quá phu. Tại vì sẽ có nhiều khách á, họ không có thích về cái fullness, thì họ chắc chắn thì họ sẽ không có thích cái volume. Nhưng mà classic á, giống như 11 á, sẽ mỏng quá cho họ. Thì á, cái này, Wispy Classic này sẽ là một cái sự lựa chọn giống như là hoàn hảo cho họ luôn, là không bị quá dày, cũng không có bị quá đầy, mà nó cho mình cái cảm giác là ồ, cái bộ mi giống như là mình mới chải mascara xong, mà hôm nay lông mi của mình rất là dài nên nhìn nó tự nhiên hơn.
Thì đây cũng là một trong những cái kỹ thuật á, mà nếu mà các anh chị nào mà lấy lớp in class 3 ngày của bên công ty Journal mình á là cũng sẽ được học luôn nha. Cái khóa vừa rồi của em á, có một chị học viên á, là đã làm mi 8 năm rồi nhưng mà she không biết làm volume. Chị học viên đó là giống như chỉ nối duy nhất là mi 11 thôi đó, là tại chị nói là trên cái vùng của chị á là nó trên mé phía bắc của nước Mỹ nói chung là cũng hơi hẻo lánh, với lại nó cũng hơi lạnh đó mọi người, là đa số dân ở trên đó người ta cũng không có biết quá nhiều về những cái trend rồi này kia, thì họ thích những cái gì mà natural nhất mà đơn giản nhất, thì đó là lý do mà họ thích cái mi 11 á. Nhưng mà khi mà chị gắn được cái kỹ thuật mi USB chập sợi này là chị rất là thích luôn, là tại vì nó không có quá dày giống như volume, thì họ chắc chắn là những người khách của chị ở trên đó sẽ rất là thích, mà nó cũng ra một cái dáng mi khác với lại cái mi 11 nữa mọi người. Em thấy cũng là một cái hay, giống như mình chỉ chập chập hai sợi lại với nhau và mình sử dụng một cái loại mi mới khác đi á, là nó đã ra một cái set khác hoàn toàn luôn. Mặc dù ở cái dáng mi á, mình sử dụng cái mapping á, nó có thể là nó vẫn giống nhau nhưng mà chỉ là cái loại mi khác thôi, là cái dáng mắt á, nhìn nó khác liền à. Thì thường thường á, nếu như một set này mình làm á cả nhà, làm nhanh lắm, làm nhanh hơn mi volume rất là nhiều. Nếu mà em gắn là chắc khoảng chừng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 10 phút là đã xong cái set này rồi, tại vì cái này á, mình làm nhanh giống như là volume vậy đó. Lộn, sorry cả nhà, là làm nhanh giống như là mi classic vậy đó, là chỉ thả lên thôi à, chứ nó đâu không có cần phải làm đầy hết. Tại vì giống như là mi classic thì mình chỉ gấp ra rồi mình thả lên thôi, chứ mình không cần phải tốn thêm thời gian mình ngồi mình bắt fan đồ này kia, nên nó sẽ nhanh nhanh hơn cái mi volume nha cả nhà. Bộ mi mà em thấy là làm lâu nhất hả? Dạ, em nghĩ là mi kim khay á, đối với em là em sẽ làm lâu nhất, tại vì nó design á, mình phải phối giống như những cái trụ này nè sao cho nó đẹp, và mình cũng phải phối cái volume để xen kẽ vô những cái trụ luôn, và mình cũng phải làm giống như là mega volume á, thì em thấy là nó đẹp hơn là nếu mà mình làm natural volume mà cho những cái set kim khay mà natural á. Thì cái này sau khi mình làm được cũng thấy là hơi đầy đầy á, là em sẽ lấy cái gương này nè để em coi là chỗ nào thiếu, chỗ nào cần cần đó. Nếu mà em bỏ đi vô như vậy nè thì á, cả nhà thấy á, là mình đang bị hụt ở ngay chỗ này nè, thì em sẽ nối những cái số dài á, vô cái chỗ hụt. Chị nối tầng gần mắt dài hơn tầng gần chân mày hả chị? Dạ đúng rồi chị ơi. Thường thường á, là em theo cái map mà em vẽ là lúc nào mình sẽ nối á, cái số dài nhất á, ở cái tầng gần mắt, còn càng lên trên cao á, là mình sẽ nối những cái số ngắn lại. Như vậy á, là cái mi của mình nó sẽ không có bị vẩn cả nhà. Có nhiều chị học viên á, chia sẻ với em là đã học mi á, giống như cũng gần 2 năm ở Việt Nam, và khi á, mà qua bên này á, có một cái á, là các chị giống như cũng bị hơi hơi bị sốc khi mà thực sự là đi làm nghề á, là tại vì á, ở Việt Nam mình học xong rồi cái mình thực hành lên khách hàng của mình ở Việt Nam á, cũng là người Việt Nam luôn, thì á, một cái á, là người Việt Nam khách châu Á mình á, rất là ít mi và mi cũng không có nhiều tầng. Qua tới đây á, là
Mi hả? Nào là đủ màu luôn, trắng đen mễ rồi những cái dân tộc khác mix nữa. Là có nhiều chị nói với em á, vô là nhìn mi á là giống như là 77 49 tầng mây á, là nhìn nó là không thấy đường để mà nối luôn. Trong khi á là làm mi rồi, giống như chị đi học mi rồi chị cũng làm mi ở Việt Nam á, là cũng gần 2 năm rồi chị mới qua Mỹ. Nhưng mà khi mà mới qua làm mi cho khách Tây ở bên này á là cũng hơi bị sốc, tại vì họ quá nhiều mi. Các chị cứ tưởng tượng nếu như mà khách châu Á mình có thể khoảng 100 sợi mỗi mắt ha, thì khách Tây ở bên này giống như khách Mỹ đôi lúc họ có thể có 200 sợi mỗi bên mắt luôn á. Và những cô khách mà như kiểu giống như là trẻ tuổi á, họ nhiều lông mi lắm, là họ 4 5 6 tầng luôn á. Dạ, đa số là kiểu nào á em cũng chia tầng á, không phải là chia tầng mà em cứ nhắm á, cái tầng mà gần mắt nhất là em sẽ gắn số dài nhất, và càng lên cao á là em sẽ gắn số ngắn lại, để cho giống như nó ra cái độ wispy, mà giống như cái tầng trên á, nếu mà mình gắn số dài là thường thường nó sẽ hay bị vẩn. Dạ hai chị Linh Lê. Dạ em khỏe, lâu rồi mới gặp chị Linh nè. Chị khỏe không chị? Hôm nay á, là em đang hướng dẫn cả nhà cái kỹ thuật mà mình chập mi để mà mình làm mi wispy, nhưng mà giống như là mình làm bằng mi flat á, là cái chân dẹp chứ không phải là cái chân tròn mi bình thường. Thì cái này á, là nó sẽ giúp cho mấy chị mà giống như là không có làm giống như làm mi mà tròn á, cảm thấy là lâu lâu mình chấm keo á rồi mình bỏ lên sợi mi mà nó hơi bị trượt á, thì mình có thể sử dụng cái mi flat này nè để làm cái mi wispy classic chập sợi 2 hoặc là chập 3 sợi á cho nó dễ. Nhưng mà cả nhà nhớ khi mà mình chập 3 sợi là mình phải sử dụng cái độ dày khác nha. Nếu mà muốn chập 2 sợi á thì mình sẽ sử dụng 0.15. Nhưng mà nếu mà muốn chập 3 sợi á là phải sử dụng 0.10 hoặc là 0.7 giùm em nha. Chứ không thôi là sẽ bị nặng mi. Mà nặng quá là đứt mi của khách á. Những cái cọng mi nào á mà mình thấy là nó hơi yếu á nhưng mà nó cũng dài, mà nếu mà trong trường hợp là mình phải nối lên nó thì thay vì mình chập hai sợi, các chị có thể giống như là mình gắn một sợi lên nó thôi cũng được. Dạ chị bận quá, đang coi sau khi chị like không nè. Dạ em cảm ơn chị Linh Lê. Dạ không sao chị, em biết mùa này hả mấy anh chị vẫn còn bận lắm nè. Mấy bữa nữa trời lạnh thì chắc vắng hơn, có thời gian coi live sớm hơn ha. Mùa này ở bên mấy chị học viên của em á cũng hay nói là làm khách để giống như họ đi học á, giống như student nè hay là mấy người teacher cũng nhiều. Nói chung là bây giờ mình đang hốt cú chót phải không mọi người? Làm hết tháng này em nghĩ là bắt đầu cái nail của mình là nó cũng slow down chút xíu, là lúc đó là mấy anh chị cũng có nhiều thời gian để giống như mình đi học những cái kỹ thuật mới cho nghề nail hay là cho nghề làm mi nè, rồi facial đồ này kia. Hy vọng á là từ bây giờ tới cuối năm ha, là em sẽ lên được một lớp facial cho cả nhà. Thì cả nhà ráng ráng chờ em nha, ráng chờ cái lớp facial của em nha. Tại vì giống như mình cũng em cũng muốn make sure là sản phẩm mình lên đầy đủ hết á, thì khi mà các anh chị học xong á về là mình có product rồi, mình có máy móc để mình làm liền. Chứ nếu mà học xong mà không không có máy để làm liền dễ bị giống như là mình bị mất mình nói sao ta, mất lửa bị tụt mút đó cả nhà. Thường mình đi học cái gì xong á về mà mình có sản phẩm á mình làm liền á
thì nó hứng thú hơn. Ví dụ mấy cọng mi nghiêng thì mình nối nghiêng theo nó hay nối vuông góc với mi thật thôi. Còn mi thật nghiêng theo hướng nào kệ nó chị. Dạ đúng rồi á chị. Là ví dụ á, như cái cọng mi thật nó mọng nó quẹo bên trái, thì khi mà mình nối á, mình vẫn phải nối vuông góc. Vuông góc á, là vuông góc theo cái map mà mình vẽ, cái shape mi á, chứ mình sẽ không có nối vuông góc theo cái sợi mi tự nhiên. Tại vì nếu mà nó đã quẹo mà mình còn nối quẹo theo nó là mình cái shape mi của mình ra là nó sẽ bị quẹo luôn. Là đôi lúc á, các chị sẽ thấy là ủa tự nhiên chỗ đó là cái nguyên một hàng nó đang thẳng, cái xong có mấy cộng là nó bị quẹo. Tại vì mi á, nó mọc á, có nhiều lúc là không phải nó mọc bị quẹo mà do khách họ nằm ngủ á, cái mi của họ nó bị chụm lại với nhau hoặc là bị quẹo á, thì cái đó là mình không nên nối quẹo nha mọi người, mình vẫn phải nối thẳng theo cái mép của mình. Thì bây giờ là cũng gần hết mi rồi, thì em chỉ giống như là đi vòng lại để check coi ở chỗ nào thiếu, chỗ nào đủ sao á, rồi mình vạch lát tìm sâu để mình nối vào thêm thôi. Khi mà mình vừa bỏ thả mi vào á, đôi lúc nó quẹo qua một bên đó mọi người, thì các anh chị cũng có thể là mình lấy cái nhíp đó mình đỡ nó để cho nó thẳng. Mình đỡ cho nó thẳng khoảng chừng 1-2 giây rồi đó, khi mà mình thấy nó thẳng rồi đó thì mình mới thả cái cây nhíp của mình ra, thì lúc đó cái bộ mi của mình nó sẽ thẳng hơn ha. Đây đang có một sợi thẳng. Bây giờ là mình đi vòng trở lại để mình tìm trong ngóc ngách coi có sót mi ở đâu không. Sót thì mình nối vào luôn, tại vì cái bộ mi này á, là nó đã không có phu bằng voi á, thì mình cũng ráng mình nối hơi kỹ kỹ cho khách. Thì các chị nhớ giùm em á, là khi mà mình nối á, ở bên cái tầng trên á, mình có thể skip ha, nhưng mà cái tầng gần mắt nhất á, là em hay kêu là cái tầng dưới cùng á, là mình phải nối hết, không có được bỏ sót cái cọng nào hết nha. Tại vì khi mà khách mở mắt dậy á, đó sẽ là cái tầng đầu tiên mà nó nhìn thấy luôn á. Là giống như mình hay nói là ăn tiền là nằm ở chỗ đó đó nha mọi người. Dạ hai chị Hạnh Liên ơi, Hạnh Lương, cây nhíp em đang làm mi có bán. Dạ để một chút xíu em sẽ gửi link cho chị nha. Vậy nó nghiêng quá mình không nối được vuông góc luôn thì sao ạ? À? Nó dính được có tí ở góc. Thực sự là mình chỉ cố gắng nối mà vuông góc nhất có thể thôi nha chị. Nếu như mà nó dính tí xíu ở cái góc thôi á thì cũng ok. Tại vì á, những cái cọng đó là chắc chắn là nó sẽ rụng trước những cái cọng kia á. Chứ mình sẽ không có thể nào mà bẻ cho nó thẳng được. Mình chỉ giống như là cố gắng hết sức để mình làm ra cái độ tương đối nó thẳng rồi nó đều cho cái bộ mi của mình thôi. Tại vì cái đó giống như là mình nói như là cái người mà nó xấu rồi đó, thì mình chỉ làm cho người ta đẹp hơn thôi, chứ không thể nào mình làm cho người ta đẹp giống như là hoa hậu được. Thì cái đó cũng dạng dạng giống như vậy á mấy anh chị, là mình cũng đã cố gắng hết sức làm cho nó thẳng nhưng mà nó thẳng nhưng mà nó sẽ không bền, thì cái đó là họ phải chấp nhận thôi. Dạ hai chị Vân Lê, chị khỏe không chị?
Khoan. Sau khi mà làm xong rồi em sẽ bỏ border nè. Mình để mi giả lên mi thật hay để bên dưới mi thật vậy cô giáo? Dạ hai chị, là em á, cái tổng cộng á là mình sẽ có bốn cái cách để mà mình nối mi, là mình đặt ở trên trên mi, giống như mình lấy cái cọng mi giả đó, mi nối, mình nối lên, mình đặt lên cái cọng mi thật. Cái cách thứ hai á, là mình bỏ hai bên hông. Cái cách cuối cùng á, là cái cách mà em đang sử dụng nhiều nhất luôn á, và cũng là cái cách mà giúp cho các anh chị có được bộ mi nó bền nhất, là cái cọng mi thật của mình ở đây ha, là mình sẽ móc cái sợi mi nối á, cho nó nằm ở dưới và nó ôm sát nhau như vậy nè. Đó thì á, là cái đó là cái cách móc từ bên dưới mi giả, móc bên dưới ôm mi thiệt. Thì em mới chải super bonder xong á mọi người. Thì cái super bonder mà em sử dụng là cái loại này đây, super bonder. Nếu mà khách có bị chảy nước mắt á, thì mọi người á kẹp một cái miếng giấy ở bên dưới mắt giống như em vậy nè, để mình hút hết cái nước mắt ra cho cổ, rồi mình sẽ hơ quạt ha. Trước khi nối mình apply primer. Dạ chị Ven ơi, trước khi mình nối á là mình sẽ apply primer. Primer là cái chai này nè. Là mình sử dụng primer. Để mà chải primer á, là chị phải sử dụng cái cây này. Cây nhỏ thôi, tại nhớ cho em ấy, cũng giống như nail á, primer là mình không có được chải nhiều. Nên mình sẽ lấy cái cây đầu nhỏ này nè để mình chải primer cho nó dễ. Còn bonder á, là cái chai này, thì á, là mình sẽ chải bằng cái cây brush lip, tại vì cái đầu bự primer mình chạm da được. Còn lộn, sorry cả nhà, primer là mình chạm da được, còn bonder là mình không chạm da được. Em có đang nói ngược không ta? Ok, sorry cả nhà, em nói lại nha, là primer được chạm da, bonder, primer là không được chạm da, bonder là được chạm da. Em nói riết em bị quán luôn rồi. Thì tại vì á, bonder nó được chạm da đó mọi người, thì mình sẽ xài cây bự. Còn primer không được chạm da nên mình phải xài cây nhỏ. Đó, mình nhớ vậy cho dễ hiểu. Trời ơi, em bị quán rồi cả nhà ơi. Thì em sẽ chải mi cho nó kiểu như nó cũng tơi ra, nó đều hơn á. Trước khi cho khách mở mắt dậy, mình cũng có thể bỏ vào. Dạ, nói một hồi giống như lẹo lưỡi luôn á chị. Nói ủa, hình như mình nói sai. Đó, thì á, khi mà mình nói nè, là các anh chị sẽ thấy là kiểu giống như nó có cái độ wispy ở trong đó, và nó dày hơn cái mi mùng một. Cái này là nó sẽ dễ bị nghiêng á, thì mình cứ chải cho nó thẳng thì mình chụp hình nó sẽ đẹp hơn nè. Hơi bự ha. Không sao chị Ven ơi, mình cứ làm từ từ là nó sẽ đẹp chị. Ok, để em bỏ trên cái camera ở trên top để cho mọi người nhìn nha. Ok, model, can you open your eyes for me? Feel okay? Feel burn or anything? Thì thường thường á, lúc nào là em cũng sẽ che mắt rồi em để vài giây á, rồi cho model. Đó thì cả nhà thấy á, cái bộ mi này nó vẫn đầy nhưng mà giống như nhìn nó kiểu tự nhiên hơn là những cái set volume khác. Và nó cho khách cái cảm giác giống như là người ta có mascara effect. Nó sẽ chảy mascara. Mình cứ làm từ từ là sẽ tự nhiên nó đẹp nha chị Vơ, chị Ven ơi. Không có sao hết á. Miễn á là mình cứ ráng sao ít nhất á làm, ráng cho em ha, một tuần làm một con cũng được nữa, là để giống như mình không có quên á.
Cả nhà thấy á, cái bộ mi á, làm ra bằng cái mi dẹp này á, nó cũng rất là giống như tự nhiên luôn. Nhìn giống như là họ chải mascara thôi, nhưng mà giống như là không có cần phải chùi xuống mỗi ngày. Nên nó khách nó cũng rất là nhiều người á, người ta thích đó mọi người. Ok mọi người, thì để em sẽ review supply. Thì trước tiên nè, làm á là mình phải xài supply này nè nha mọi người. Chai Lash Primer nè. Chói ha. Dạ. Em bỏ đây để cho mọi người nhìn cho nó dễ. Là Lash Primer xài trước khi á, nối mi. Mi ngày hôm nay á, mà em sử dụng á, sẽ là C0.15, mà mi loại mi mi flat, mi dẹp nha mọi người. Và em dùng cái kỹ thuật là mình chập hai sợi. Và cái keo ngày hôm nay em sử dụng á, là Key Glue nè. Key Glue Number Go của mình thì sẽ là khô trong vòng từ 1 tới 2 giây. Độ ẩm á, sẽ là Good á, từ Work Best cho 68 tới 75 độ F. Humidity á, là cái độ ẩm á, là sẽ 60% độ ẩm. Cái Long Lasting á, là cái độ bền của cái set. Khi mà sử dụng cái keo này nó sẽ từ 5 năm cho tới 7 tuần nha mọi người, là nó ở trên cái chai nè. Và sau khi á, mình nối mi xong á, là mình sẽ sử dụng Super Bonder nha mọi người. Và hai cây nhíp ngày hôm nay em sử dụng á, là cây nhíp cong và cây nhíp cong Classic Volume nè. Cái đầu nó nè mọi người. Còn cái này á, là cái tên ở dưới cái đuôi. Còn cái cây ở bên kia á, mà em sử dụng tách mi á, là cái cây nhíp volume volume 45 độ của mình. Thì ở bên này á, nó sẽ là cái đầu nhíp nó như vậy nè. Thì nếu mà so ra hai cái cây này nó khác nhau nha. Một cái á, là nó ngắn nên cái đầu nó ngắn hơn, một cái là cái đầu nó cong nhưng mà dài hơn nè mọi người thấy không? Dạ. Ok mọi người, thank you mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay đã là thứ năm rồi, em sẽ hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau, 6 giờ giờ Cali, 8 giờ giờ Texas và 9 giờ giờ Florida nha. Nếu mà anh chị nào mà muốn biết thêm thông tin về lớp hoặc là thì có thể comment chữ lớp ở bên dưới và em sẽ gửi link cho các anh chị đăng ký lớp. Còn ai muốn mua mi hay là muốn mua supply thì cứ comment chữ supply ở bên dưới, em sẽ gửi link cho mọi người mua nha. Dạ, thank you mọi người rất là nhiều. Good night mọi người. All set.